7 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7 vẫn đạt trên 1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có một lượng khách đáng kể đến từ các thị trường du lịch xa. Điều đáng nói là lượng khách từ châu Âu đến Việt Nam vẫn gia tăng so với các tháng trước đó. Trong khi trước đây, thị trường khách này thường không đi du lịch xa từ tháng 5 đến tháng 9. Các chuyên gia du lịch nhận định khách đến Việt Nam vào mùa hè đạt trên 1 triệu khách một tháng, đang dần xoay nhòa khái niệm mùa thấp điểm khách quốc tế. Trước đây là cái tính thời vụ của hoạt động du lịch của chúng ta ấy, thường là từ khoảng độ tháng 9 đến tháng 3 năm sau đối với lượng khách quốc tế. Nhưng có thể nhìn nhận thấy rằng là hiện nay cái tính thời vụ trong việc khai thác thị trường khách quốc tế đến Việt Nam thì nó đã bị gần như là xóa nhòa rồi. Do vậy chúng ta vẫn phải có một cái nhìn có lẽ là lạc quan hơn. Năm nay khả năng là chúng ta sẽ đạt cái con số kỳ vọng là 18 triệu khách. Tuy nhiên tại Đà Nẵng, số liệu khách du lịch lưu trú theo từng tháng vào năm 2023 cho thấy xu hướng du lịch mùa vụ vẫn còn thể hiện rất rõ nét. Theo đó, các tháng có mức tăng trưởng nhẹ là 3, 4, 5 và tập trung cao điểm nhất là vào mùa hè từ tháng 6, 7, 8. Trong khi đó, 6 tháng còn lại đều giảm khi mùa du lịch nội địa kết thúc. Số lượng chuyến bay kết nối với các nước trong khu vực đến Đà Nẵng tăng đều, mạnh nhất vẫn là Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại khách quan cho du lịch Đà Nẵng trong việc thu hút khách quốc tế. Có nhiều lý do như một số đường bay vẫn chưa được kết nối hay ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Dù chính sách thị thực mới đã thông thoáng hơn, nhưng chúng ta vẫn chưa đón được lượng khách quốc tế đột phá như kỳ vọng. Khách Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt tại Đà Nẵng, nhưng đang dần có sự chuyển hướng sang các điểm du lịch khác như Cam Ranh, Nha Trang. Thị trường du lịch hiện đang trở nên lớn hơn khi gia tăng nguồn cung dịch vụ, thế nhưng nhu cầu thực tế lại không phát triển tương xứng. But the demand is not really following at the same rate. Mỗi điểm đến, mỗi địa phương, mỗi nguồn khách nó đều có những cái đặc thù liên quan đến thời vụ. Làm sao ở bình diện quốc gia cũng như các địa phương chúng ta phải đánh giá một cách toàn diện về tài nguyên, sản phẩm, nguồn khách, xúc tiến để chúng ta khắc phục tối đa cái mùa thấp điểm này. Lãnh đạo thành phố, sở du lịch cũng như là cộng doanh nghiệp thì đã có nhiều cái giải pháp để khắc phục tính mùa. Chúng ta có các sản phẩm trong nhà, chúng ta có các cái luồng khách ở các mùa thấp điểm, chúng ta hình thành thêm các cái gói sản phẩm mà nó ít bị ảnh hưởng bởi cái tính thời vụ và thời tiết. Theo các chuyên gia, để giảm bớt tính mùa vụ của du lịch, Đà Nẵng cần xúc tiến các thị trường mới, làm đa dạng nguồn khách, tổ chức các lễ hội và sự kiện cũng là những công cụ hiệu quả để kích cầu trong mùa thấp điểm. Các sản phẩm du lịch cũng cần được làm mới, phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách. Qua đó, góp phần đưa du lịch Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bốn mùa trong năm.